Có bạn nào mà thực sự hết mình yêu chưa? Hôm nay mình vừa đọc một cái rất là hay ở trên Instagram và mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là chủ đề về hết mình yêu. Tuổi trẻ của chúng ta hết mình yêu và hết mình cố gắng. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ là tình cảm bạn trao đi ấy đã đúng người hay chưa? Khi mà mình hỏi câu hỏi này, có rất nhiều cái bình luận trái chiều nhưng đa phần trả lời là chưa. Nhưng những người quan tâm đến câu trả lời này, đa phần vì họ không có kết thúc đẹp sau bao lần cố gắng trong tình cảm, tức là họ bị chia tay rất là nhiều lần và luôn luôn nhận lấy cái phần tổn thương về chính họ. Mình rất buồn về chuyện này vì cái này của mình cũng hay bị lắm các bạn. Và cũng có người trả lời là từ bao giờ mà khi yêu mà phải hoài nghi như vậy? Phải hoài nghi là cho và nhận, có phải mệt lắm không? Nhiều chuyện nhìn lại đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay tại cái thời điểm đó, giây phút đó, mình chỉ có thể nghĩ những thứ đó mà thôi, lập trường đó thôi, thì mình mới làm vậy. Chứ cũng đâu có làm gì khác được đâu, mà nhìn lại tự hỏi rồi thấy mình hối hận hơn. Cái này cảm giác rất là đúng các bạn. Khi mà mọi chuyện nó đã xảy ra rồi, chúng ta không có thể nào mà chúng ta muốn quay thay đổi cái quá khứ đó. Cái điều duy nhất là chúng ta thay đổi cái quan điểm của mình nhìn về cái vấn đề đó. Mình sẽ không là cái ánh nhìn của tâm lý nạn nhân nữa, mà mình sẽ nhìn cái sự việc giữa hai người giống như mình là người thứ ba nhìn cái mối tình cũ của mình, để thấy mình sai ở chỗ nào mà mình sửa mà thôi. Cái điều đó mình nghĩ là chúng ta nên tập và cố gắng như vậy, nó sẽ tốt hơn. Và các bạn cũng sẽ không có bị rơi vào cảm xúc tổn thương và đau buồn mãi. Đây là cách mà các bạn có thể thoát được nỗi buồn của mình sau khi chia tay. Và mình biết có một số người chúng ta rất hay trốn tránh cái nỗi buồn nè, thay vì nhìn vào tay thấy được cái bài học cho những lần mà chúng ta đã gặp phải cái tổn thương đó, thì chúng ta lại chọn cách im lặng buồn, im lặng cố gắng. Và nếu có lỡ không thành thì đổ cho duyên trời kết thúc, tức là chúng ta phó mặc cho trời, chúng ta không thấy bài học ở trong đó, và chúng ta cứ đắm chìm trong cái cảm xúc tổn thương đau khổ dày dò không biết khi nào mới xong. Mọi cái sự cố gắng của bạn dành cho họ thật sự cũng chỉ là việc bạn làm mà thôi. Và nếu như có trách móc họ đi thì đương nhiên họ sẽ trả lời bạn rất là đơn giản: tôi có yêu cầu bạn phải làm vậy đâu, tất cả do bạn tự nguyện mà. Đúng rồi, yêu là do mình tự nguyện thôi, chứ ai bắt mình đâu. Khi bạn hiểu được cái vấn đề này, họ làm cái điều họ mong muốn và bạn cũng làm điều bạn mong muốn. Cái điều bạn mong muốn là bạn quan tâm đến người ta, nhưng mà cái điều người ta mong muốn là người ta không quan tâm đến bạn. Tất cả đều nằm ở sự lựa chọn. Nhưng mình hiểu ngay tại cái thời điểm mà họ nói ra câu đấy, mình nghĩ chắc trái tim của mình chắc cũng là rất là sát thương, và bạn cũng vậy phải không? Cái sát thương này nó mạnh lắm các bạn, nó chí mạng luôn á, chứ không có giỡn đâu. Nhưng mà mình lại không biết phản kháng như thế nào. Đúng thật là mình tự nguyện, đúng thật là mình tự nguyện ngu dốt. Nhưng mà biết trách ai bây giờ? Trách người vô tâm hay là trách mình dại khờ? Cái nào cũng không trách được hết trơn, tại vì mình cũng thương bản thân mình mà họ cũng thương bản thân họ. Không có ai sai khi mà mình thương bản thân mình hết trơn các bạn. Có chăng là hai chúng mình không có chung cái nhịp đập, hai chúng mình đi hai con đường khác nhau. Mình thì chịu thay đổi, nhưng mà người ta đâu có chịu thay đổi vì mình đâu. Cái vấn đề là cái tôi của họ quá cao và mình không có hợp với năng lượng đó, thì mình để cho họ đi các bạn. Vậy nên cái thông điệp mà mình muốn gửi bạn trong cái podcast này á, là bạn chỉ nên trao đi những cái thứ mà bạn không có mong cầu nhận lại. Và đừng có trao đi hết cái vốn liếng mình có. Hãy chừa lại cho mình một phần để mình yêu mình thương chính lấy mình. Để khi họ có bỏ đi, họ có một cái gì đó rời mình đi trong im lặng, trong cái sự vội vàng, thì chính các bạn cũng không bỡ ngỡ. Bạn hiểu rằng cuộc đời này vô thường lắm các bạn. Và cuộc đời này á, có hai điều đáng sợ: sợ người tốt với mình quá và sợ người vô tâm. Vì mình tốt với họ, họ sẽ không biết làm gì để đáp lại, thành ra họ vô tâm. Cuộc sống nó đơn giản hơn các bạn. Nhưng mình nghĩ là mình cứ yêu đi, mình yêu vậy đi, mình cứ chân thành, mình nên đem giá trị cho người mình yêu. Hiểu hay không hiểu ở phần họ, vì mỗi người cũng sẽ có con đi đường riêng, cũng phải tự phát triển bản thân của mình. Chúng ta sinh trên đời này một mình, và khi chúng ta lìa đời này cũng một mình,
chúng ta nên tập yêu thương bản thân của mình nhiều hơn nha các bạn. Và có một câu rất là hay, tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống. Dù ta có muốn hay không thì nó luôn là một cái vị khách bất ngờ tìm đến ta. Các bạn vẫn còn hy vọng ha, tình yêu sẽ đến với tất cả yêu đời. Hãy yêu bản thân mình trước đi các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã. Hẹn gặp các bạn trong chủ nhật tuần sau nhé. Thank you.